Rồi, xin chào mừng tất cả các bác đã cùng trở về với Quân Audio. Và tiếp tục em lại lên video để thanh lý cho các bác với những bộ mic bãi Đài Loan để cho các bác cùng chơi. Thì tiếp tục các video thì em có 4 bộ mic Giller. Dạ, Giller. Các bác nhá. Một dòng mic bãi Đài Loan. Hai màn hình, hai bên này. Đấy. Cho em giới thiệu qua cái đầu thu, sau cái đấy em sẽ cho các bác xem tay chân. Rồi em báo giá luôn để cho tất cả các bác cùng tham khảo với những bộ mic ngày hôm nay em lại thanh lý cho các bác nhá. Có 4 bộ thôi. Đây tay đây. Bây giờ L 1 2 6 7 L 1 2 6 7 L. Quá ngon luôn. Rồi, giới thiệu qua cho tất cả các bác cùng biết nhá. Bên này thì con bộ mic này nó có hai màn hình các bác nhá. Bộ mic này hai màn hình này. Volume A, volume B này. Đấy, các phím chức năng chỉnh của bên này và các phím chức năng chỉnh của bên này. Đấy, nút nguồn màu đỏ ở giữa này con này. Được chưa? Đấy. Đằng sau nhé. Đằng sau này cũng có hai jack cao lông. Một jack 6 ly. Nguồn đây. 4 hộp sóng. Được chưa? 4 hộp sóng vỉ xanh. Quá đẹp luôn. Đấy, rất đẹp. Rồi, tay chân đây. Cho bác xem tay chân. Em chỉ có 4 bộ duy nhất thôi, không có nhiều. Đây tay chân đây, tay sơn lại rất đẹp các bác nhá. Tay sơn lại rất đẹp. Được chưa? Ngon chưa? Côn đây, côn zin các bác nhá. Dòng này là dòng côn giống kiểu côn đờ vôn các bác nhá. Được chưa? Đấy, chuột đây, vỉ zin luôn. À, tay thì còn lấy pin tay thì mất một bên các bác nhá. Cái này nó cũng không ảnh hưởng đâu. Đấy, bác nào mà lấy nhanh thì em sẽ để cho các bác để cho chọn cho các bác cái bộ bộ tay nào rồi đấy nó còn cái lẫy pin này đẹp này. Có 4 bộ duy nhất thôi, không có nhiều các bác nhá. Được chưa? Rồi đây thử tiếng mic cho các bác cùng nghe này. Bộ mic bật thế này, bộ mic này đang báo hết pin. L 1 2 6 7 L tiếng rất ok. Với cái bộ mic này thì hiện tại thì thực ra thú thật với các bác rằng là thời gian vừa qua thì em bán những bộ mic này lên đến 1.700.000 1.700.000 đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng có chỉ còn 4 bộ thôi. Em thanh lý lốt cho các bác để thời gian này thì thực ra là em cũng đang dọn cửa hàng. Những cái sản phẩm nhà em nó về rất là nhiều cho nên em sẽ dọn ra. Những cái bộ nào nó còn lẻ lẻ một vài bộ thì em sẽ bán thanh lý cho tất cả bác để các bác cùng chơi nhé. Thì với những bộ mic này thì ngày hôm nay em bán thanh lý cho bác với cái giá là 1.500.000. 1.500.000 sẽ bao ship luôn cho tất cả các bác nhé. Dây giáp phụ kiện đầy đủ hết. Đấy. Dây giáp phụ kiện đầy đủ hết cho tất cả các bác cùng chơi. 1.500.000 một bộ. Đấy, dòng mic Giller bãi Đài Loan, hai màn hình. Được chưa? Quá đẹp luôn. Đây. L 1 2 6 7 L. Thực ra là cái bộ mic này thì em cũng chưa căn chỉnh gì con vang này theo nó cả. Em thử tiếng rồi. L 1 2 6 7 L. Tiếng rất sáng các bác nhá. Lên cao nó cũng không hề bị vỡ tiếng đâu. Rất ok đấy. Được chưa? Và thực sự là với những cái bộ mic Giller này thì em cũng bán rất là nhiều rồi. Nếu các bác yên tâm một điều rằng với cái giá thành hơn 1 triệu đồng 1.500.000 bộ mic này thì cái giá nó cũng rất là hợp lý. Thực sự nó rất hợp lý cho các bác cùng chơi. Được chưa? Rất hợp lý cho các bác cùng chơi. Nó chỉ bằng 2 chiếc mic dây thôi. Bây giờ các bác mua mic dây thì cũng rơi vào gọi là 6-700.000 một sợi, một cái. Thì bây giờ bộ mic này thì em bán cho các bác với cái giá là 1.500.000, bao ship cho các bác luôn. Và đây, chống lăn chụp bít các thứ là bác nào thích chụp bít em cho chụp bít luôn nhá. Chống lăn các thứ là đầy đủ hết. Đây, tay chân rất đẹp. Các bác cứ tính cho em đi. Một cái bộ mic phải đi sơn lại như thế này cũng mất lên đến cả gần 100.000. Cả 100.000. Đấy, bao ship với cả phụ kiện cho các bác là hơn 100.000 nữa. Được chưa? Thì thực sự là cái bộ mic này thì em gọi là bán thanh lý cho các bác thôi. Chứ cũng lời lãi gì đâu. Chỉ còn có 4 bộ duy nhất thôi các bác nhé. 4 bộ duy nhất thôi. Đấy, cho nên tất cả các bác nếu mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Số điện thoại là 0982 838695. Đây số điện thoại nhà em đây. Và hiện tại nhà em thì các cái dòng vang nhiều vang X10 Mango này, rồi vang Hugo V6, Hugo V6, Hugo V3, Mic Bayer, rồi vang B3 nhà em vẫn còn rất nhiều cho các bác nhé. Vẫn đáp ứng đầy đủ cho tất cả các bác cùng chơi. Được chưa? Với những mặt hàng nhà em thì em sẽ lên video từ từ thôi. Thì còn có 4 bộ mic này thì muốn thanh lý cho các bác luôn. 1.500.000 một bộ các bác nhé. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em số điện thoại 0982 838695. Với bộ mic thực sự là rất là hay trong cái tầm tiền của nó thì quá là ok luôn. Hàng này bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng thì các bác yên tâm sử dụng nhé. Tất cả hàng bảo hành 6 tháng cho các bác yên tâm sử dụng. Mọi chi tiết các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại em đây. Được chưa? Số lượng không có nhiều, chỉ có 4 bộ thôi.
các bác hết sức nhanh tay nhá. Ok, cảm ơn rất nhiều cùng xem video ngày hôm nay. Và các bác vui vẻ đi qua cho em xin một nút like nhá, và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới để cùng đón nhận những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.